bị chỉ trích vì khoe eo siêu nhỏ chỉ sau 10 tháng sinh con. Trên trang cá nhân, Tammy Hemgrove, Australia, người mẹ ba con, bị cáo buộc đang quảng cáo cho những tiêu chuẩn phi thực tế khi xuất hiện với ngoại hình săn chắc sau sinh. Ngày 18 tháng 5, Tammy Hemgrove, 29 tuổi, theo OL người Australia với hơn 16,7 triệu người theo dõi, đã đăng tải hình ảnh so sánh cơ thể của mình khi mang thai 9 tháng và body hoàn hảo chỉ sau 10 tháng sinh con. Trong bức ảnh đó, cô vén chiếc áo oversize khoe vòng eo siêu nhỏ cùng cơ bụng săn chắc đến bất ngờ. Nữ ca OL khẳng định đã lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ 3 bằng cách sử dụng các chương trình, ăn uống và bài tập thể dục trong ứng dụng Tammy Fit do mình sáng lập, kết hợp với việc tập luyện Pilates. Năm 2020, sau khi em bé thứ hai, Hemgrove cũng từng nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá trình lấy lại vóc dáng nhanh chóng của mình. Thời điểm đó, cô thích xây dựng cơ bắp với tạ, chia sẻ video hướng dẫn giảm cân, giữ dáng cho phụ nữ. Cô chuộng các bài tập tác động vào vòng ba, hông, đùi như squat, lunge. Khi không thể đến phòng gym vì giãn cách xã hội, nữ ca OL còn trang bị một số dụng cụ để rèn luyện thể lực tại nhà. Tuy nhiên, việc luôn xuất hiện trong vóc dáng săn chắc sau sinh khiến nữ người mẫu bị cáo buộc đang quảng cáo cho những tiêu chuẩn phi thực tế với những người mới làm mẹ. Tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp sai lầm để gửi đến những người mẹ, họ sẽ bị ám ảnh về việc phải lấy lại vóc dáng như thế này chỉ sau khi vừa sinh con. Một người dùng bức xúc, sinh con xong không được vẻ ngoài như thế này cũng không sao đâu, một bình luận nhận được hơn 300 lượt thích. Trong khi đó, nhiều người cho rằng Hemgrove duy trì được vóc dáng cân đối này là do tiếp cận với những dịch vụ đắt tiền. Nếu bạn có một đầu bếp riêng, huấn luyện viên cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng và giàu có, bạn sẽ có được thân hình này thôi, một người viết trong phần bình luận. Thậm chí, một vài người dùng mạng xã hội đang buộc tội Hemgrove lừa dối những người theo dõi của cô. Bạn nói thật đi, bạn đang uống thuốc giảm cân Thịnh Hành hay thực hiện hút mỡ? Nhiều người đặt vấn đề. Một số người khác liên tục bình luận để nhắc nhở phụ nữ rằng họ không nên cảm thấy phải có được thể hình trông như Hemgrove. Các quý cô, thân hình đó không phải là tiêu chuẩn, hãy cảm thấy tự tin với làn da và vóc dáng của chính mình, một người viết. Trong khi có nhiều thông điệp cảnh báo, một số người vẫn khen ngợi, động viên ca OL này và khuyến khích cô tiếp tục cuộc hành trình tập luyện, truyền cảm hứng cho người khác.